những cái gian hàng mai này. Đấy, cây này là 2,2 triệu, rồi cây này nữa 2,5 triệu này, rồi 1,3 triệu này, 2,5 triệu. Nói chung là tùy theo cái kích thước và cái kiểu người ta làm. Chậu này 12 triệu nha. Đấy, mai thực sự thì giá nó cao lắm, cao hơn đào. Hôm nay có thêm một số cái gian hàng lan mới nữa. Sen đá này. À, dạ vâng, Hải xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị các bạn, mình đã quay trở lại với kênh của Hải trong buổi tối hôm nay. Thì hôm nay thì Hải lại có mặt tại công viên 23 tháng 9. Vâng, thì hôm nay thì mọi người mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình đi dạo khu vực này, cũng như là cập nhật cái tình hình giá cây cảnh tại khu vực này mọi người. Hôm nay thì công viên này mọi người phủ kín đầy là hoa luôn, nhất là những cái chậu cúc mâm xôi mọi người rất là nhiều. Ở phía bên này là những cái chậu hoa giấy này, đấy, khá là đẹp luôn á. Những cái chậu hoa đa dạng, rất là nhiều các màu sắc khác nhau. Hôm nay thì hiện tại bây giờ là 9:08 mà thấy mọi người tới đây mua rất là đông này, cực kỳ là đông lắm mọi người đấy, khu vực này. Đấy, thì bây giờ mình cùng đi dạo bên trong, người thì đi mua, người thì đi ngắm, rồi người thì đi chụp hình tại khu vực này. Thì mọi thứ có chú anh chị mình thích thì Hải sẽ quay ngày một tại khu vực này và cập nhật cho mọi người nhé. Hay từ giờ tới Tết ấy. Đây là mọi người này, Nick Nguyễn đây. À, vâng, mọi người nhìn thấy là 9 giờ đêm đấy, đang còn đứng đấy, xe ô tô đang thả hoa xuống mọi người này. Chắc là ngày mai là sẽ phủ kín tại khu vực này luôn đấy. Đây rất là nhiều loại cây rất là đẹp luôn, thực sự nhìn mê luôn mọi người. Tới đây là rất là đẹp, mê luôn. Đây, bên này là cây hoa màu gà này, cây rất là lớn này. Đấy. Đây nó cũng nhiều màu sắc đa dạng khác nhau đấy. Đấy, nhìn đẹp lắm, mấy ngày hôm nay thì nó đẹp đúng khác sao hoàn toàn với cái ngày đầu tiên mình quay mọi người. Mọi người nhìn thấy thực sự hôm nay 9 giờ rồi thì mình mới đây là phía bên ngoài thôi nha. Thì vào bên trong bên kia mọi người đấy, mọi người đang tập trung mua này đấy, xem cây. Thì năm nay thì nên kinh tế thì cũng hơi khó khăn một xíu, nhưng mà không sao đấy, thì cũng đang mua bán tương đối là nhộn nhịp đấy. Cây và hoa cũng khá là đẹp, thực sự đẹp luôn đấy, nhìn mê. Bên này những cái chậu cúc này rất là đẹp luôn đó. Đây mọi người có thể thấy này, những chậu cúc này. Cái này thì mua từ giờ tới Tết thôi, nó sẽ nở ra bung rất là đẹp. Và cái này chỉ cần tưới một xíu nước vào nó nở hết ở đây luôn á. Đây khu vực bên giữa này này. Đấy, bên giữa này thì Hải thấy là cô chú anh chị mình đang đi mua cũng tương đối là nhiều này. Đấy. Hôm nay thì có thêm nhiều cái gian hàng hoa mới mọi người ạ. Và dọc khu vực này là những cái chậu bông mai này. Cái chậu này có những giá lên tới 2-3 triệu một chậu mọi người. Nhìn nó nhỏ nhỏ này thôi mà nó cũng tương đối là lớn đấy. Tầm khoảng 3-4 ngón tay to mà cuốn nó cũng rất là khó mọi người. Thế nhìn rất là đẹp. Bên này có chi chít nụ luôn này. Đấy, mùa bán về đêm tương đối là nhộn nhịp. Nhỏ lắm đấy. Những cái chú chở xe đấy đông nữa. Đấy, mai nữa. Đấy, những cái chậu mai ấy, bên này có chậu mai khá lớn. Đấy, 600 ngàn một chậu. Thì Hải thấy là đấy, giá thì cũng không có cao đâu, 600 ngàn một chậu to đấy, tùy theo loại giá. Bên này là cúc đấy, cúc rồi bên này là cây hoa màu gà, nhiều đẹp thực sự. Đó, rất là đông nha. Đây mọi người mình nhìn xem này, thì là đông luôn. Đó, đi mua sắm
cả du khách nước ngoài nữa cơ. Đây dở khúc xe đêm đấy. Bốn chậu bông trúc đây mọi người, vườn mai này thì nó là quá là đẹp, tuyệt vời đẹp luôn này. Mai này nở bung trắng luôn, bung vàng hết rồi này. Cái này thì mình mua chơi Tết là vừa đẹp luôn. Hoa màu gà này. Đấy, thì chị này bán được 6 chậu. Đấy, 6 chậu khá là đẹp luôn. Thì bây giờ mình cùng tiếp tục đi tiếp nhá. Đấy. Hôm nay thực sự là cây nó đa dạng lắm, nhưng mà giờ này thì cuối cùng chú anh chị mình đi mua thì vẫn đang còn trên nhiều và mọi người cũng đang lựa chọn. Bên này thì anh ấy đang sơn lại sao, nhìn khá đẹp. Đây có giá nó một cái này, cây này triệu 8 này, cây này triệu 2 này. Đấy, còn cây này, cây này là 4,5 triệu mọi người này. Cây này nha, cây này là 4,5 triệu này. Đấy, cây khá là to, bằng cái to cũng gần bằng cái cổ tay mình luôn á. Phòng này chắc là tầm khoảng 10 to ấy. Đấy, cây này chơi thì quá là tuyệt vời luôn rồi. Đấy, tiếp theo là cây này 2,5 triệu này. Đấy, dáng đổ, dáng các nước. Đấy, rồi chậu này là 1,2 triệu này. Chậu này cũng to lắm, nhưng mà nó cũng không được đẹp nên giá nó rẻ hơn. Chậu này 3,5 triệu. Wow, cái dáng đó mọi người 6 triệu một chậu này. Thực sự nhiều lắm. Đây một cái chậu mọi người, mini này 1 triệu này, 1 triệu 1 chậu. Rồi cái này là 1,8 triệu này. Đấy, rồi cây này thì là 1,2 triệu. Đấy, còn chậu này là 1,5 triệu này. Chậu này anh mới vừa sơn xong đấy, 1,5 triệu mọi người. Mai nhá, mai bông trắng này, cây này 900. Đấy, 5 cánh. Thì hôm nay Thái sẽ cập nhật cho mọi người luôn tất cả dòng dọc những cái gian hàng mai này. Đấy, cây này là 2,2 triệu. Rồi cây này nữa 2,5 triệu này. Rồi 1,3 triệu này, 2,5 triệu. Nói chung là tùy theo cái kích thước và cái kiểu người ta làm. Chậu này 12 triệu nha. Mai thực sự thì giá nó cao lắm, cao hơn đào nhiều. Đây là những cái cây mai nhỏ nhỏ xíu xíu xinh xinh. Chậu này 16 triệu mọi người này. Chậu này 16 triệu nha. Nhìn to, to lắm, bằng cái cổ chân mình á. Chắc cũng phải vậy nhà, tầm khoảng 15-20 gì đấy. Đa dạng thực sự nhiều quá, nhìn thấy mê luôn. Chậu này đẹp ghê. Chậu này 4,5 triệu này. Đấy, chậu này 4,5 triệu thì mọi người thấy giá này ok không? Đấy, khá là đẹp nha. Cái này có thời gian thì quay ban ngày á đẹp hơn, nhưng mà mình hơi bận nên không có thời gian nhiều quay ban ngày cho mọi người xem. Rất là đông. Wow, mọi người nhìn này, cực kỳ là đông luôn á. Đây, cứ cô chú anh chị mình mua sau đấy là có xe chở trực tiếp về nhà luôn.
Đây cũng có giá đầy đủ luôn mọi người này. Tới là có đánh dấu giá luôn, niêm yết đầy đủ cho mọi người có thể tới mua. Cây này 900 này, ba bốn nhánh ở đây 900. Còn cây này 1,6 triệu này. Ui, cây này đẹp nha. Cây này mình mua về để bạn uống nước á. Đấy, còn cái này là cây mai đang đổ 4 triệu bỏ vào trong chum luôn. To lắm, toàn gốc to này. Đấy, gốc này 900 mọi người này, gốc này 900 này cũng được này. Đó, rồi, 900 ngàn. Nhỏ lắm, nó tầm khoảng bằng hơn to hơn hai to hơn ngón tay một xíu à. Đấy, có giá cây này phải to, cây này chắc là phải từ khoảng mười mấy triệu. 20 triệu. Dáng rực rỡ luôn này. Đây. Cây này 19 triệu. Đây. Dáng này 19 triệu. Còn cây này 32 triệu này. Đây 32 triệu khá to. Thì mọi người có thể mua thì ghé ở đây mua nhá. Ngay công viên 23 tháng 9 thôi. Rất là gần. Làm vào rực mai luôn, nhiều loại. Thì nếu mà người muốn chơi bình thường người chơi cây mini thôi, cây mini giờ khoảng 2 triệu. Cây này 30 triệu này. Đấy, cây này gốc to lắm, 30 triệu một gốc. Ở phía bên này là 32 triệu này. Đúng là người thế. Đấy, về đêm đang đi nầm nợp nợp cả du khách nước ngoài nữa. Đi rất là đông nha. À, có vẻ là càng về khuya thì mọi người tới càng nhiều. Đông nha. Đấy. Tiếp theo là đến những cái chậu lan này. Lan này mọi người có thể mua và quét mã QR luôn, đóng gói trở về. Đấy, những cái chậu lan này rất là đẹp. Rất là đông, cực kỳ là đông và nhộn nhịp. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chợ Bến Thành cũng đang chức lễ hội nữa nên mọi người đi cũng nhiều. Thì chỗ này mình đi nhanh một xíu và qua những cái khu vực bên kia. Đây, bên này có bán bánh đồng xu nữa này. Đây, nguyên đây một cái rừng mai nữa, nhiều lắm, mai nào. Đây, khu vực bên dưới mọi người thấy ngồi đấy rất là đông. Đấy, cực kỳ là đông. Ở khu vực này bán đồ gì á, thế mọi người đứng xếp hàng mua nhiều nha. Đây. Rất là đông này. Đấy. Bán đồ trang trí Tết này. Ôi giời ơi. Hôm nay có thêm một số cái gian hàng lan mới nữa. Sen đá này. Bên này là bên này khu vực này bán cả đồ ăn food. Bên này là những cái chậu bông to khá đẹp. Rất là to này. Ui, dáng đầu này, cái hoa bông giấy này. Một cái này đúng thực sự toàn là những nghệ nhân người ta mới làm cho được những cái cây đẹp như thế này. Đấy, bên này chạm bông giấy. À, đây mọi người thấy này, bông giấy này, nó rất là nhiều màu. Màu tím này, màu đỏ này, màu trắng tím này. Nó thực sự nó đa dạng. Cực kỳ luôn. Nhìn thấy là chỉ có mê thôi. Đây, bên này là lan. Đây,
cửa hàng này là lan mới, mới vừa mang tới này. Lan hồ điệp này, rồi lan uyên. Nhiều lắm, nhiều loại lan này, bán xì lẻ này. Đang ngồi kết luôn. Mọi người muốn mua bao nhiêu cây người ta sẽ kết cho mình luôn. Bây giờ thì mình cũng đi lên bên trên này để chiêm ngưỡng tiếp nhá. Đấy, đi công viên này. Đi nãy giờ 14 phút rồi mới chưa được, không biết là nửa công viên không. Đấy, lượng người đổ về cực kỳ đông, đông mình nghịt người luôn đấy. Đấy, 9 giờ gần 10 giờ mọi người. Bạn thấy lượng người còn đông lắm. Đây bên này đào này. Đấy, nhưng mà có vẻ là mọi người ít khi mua đào hơn so với mai nha. Trong đây thì mọi người vẫn chùa mai hơn. Đào thì đây là đào nhiều loại lắm, đào khoai, đào Nhật Tân. Nhiều đa dạng. Ở đây này, đây có một cái chậu đào đẹp ghê này. Lung linh. Đông ghê mọi người thấy không? Đấy, đi từng đoàn từng đoàn. Rất là đông tại khu vực đường giữa này. Vâng, thì mai trước thủy khu vực này mọi người này, đây dao động từ 250 tới 300 ngàn một chậu. Đấy, tùy theo kích thước. Hôm qua thì Hải có hỏi giá đấy mọi người. Ở trên clip tối nay Hải đúc lên đấy, phải có. Đi rất là đông. Bên này là quất này, cam này. Cũng khá mắc mọi người, chậu này 250 tới 350 một chậu á. Đấy, cũng cao đấy. Ở bên này những chậu mini mini nhìn nó đẹp lắm. Đấy, cây đa dạng các loại cây. Đấy. Wow, nhìn nó nhỏ vậy thôi còn gốc to lắm nha.
bán một lần 3 cây luôn. Cũng lượng người mua rất là đông. Tới đây thì bông cúc, bông hoa đồng tiền. Đấy, đó là khu vực này. Mình thấy đông không? Cực kỳ là đông luôn đấy. Bên này này, xe này đang chở những cái chậu bông to, rất là to luôn. Mọi người nếu mà không xe chở thì mọi người có thể thuê các anh chở đấy, những cái chậu bông to lắm. Cái này thì thường là trưng những cái nhà lớn hoặc là trưng công ty thôi. Đi vào bên trong này, ngoài mọi người xem một xíu nữa. Ui, cái chậu bông này to lắm đấy. Cái chậu này đến 3-4 người ôm hết, to dã man này. Đấy, cái này chỉ có mua về để các công ty thôi, cái tòa nhà người ta mua về để trưng. Đi vào xe máy bên trong này luôn này. Đấy, có vẻ là càng khuya thì lượng người đổ tới càng đông nha. Tới mua hoa này. Vâng, đến đây thì Hạ xin phép được dừng clip ở đây nhé. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn và hẹn tất cả mọi người ở một video clip tiếp theo nhé. Cây mà người thấy cây ớt này đấy, có 150 ngàn một cây à, rất là đẹp nha. Đấy, trưng ớt Đà Lạt hay sao. Ớt này đẹp lắm đấy, dọc dọc khu vực này rất nhiều mọi người đang đứng mua này.